Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Sản. Em là Điền đây, hiện tại em Điền đang có mặt ở tại ngay trung tâm thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị ha. Thường thường em quay những bất động sản thì em sẽ giới thiệu tới cô chú chị là bất động sản đó cách trung tâm huyện cũng như là thị trấn đó khoảng vài cây đó. Nhưng mà hôm nay em Điền đang có mặt ở ngay trung tâm luôn ha, ngay trung tâm thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện luôn anh chị. Đó. Và hướng trước mặt này, đi thẳng khoảng vài trăm mét thôi là mình có thể ra ngay chỗ trung tâm hành chính, là mình gặp được ủy ban nè, ủy ban mặt trận, ủy ban, nói chung là tất cả công an, giao thông gì gì đó, nói chung là nằm ngoài đó ha. Đó, ngay ra đó là mình giao với lại quốc lộ 55 luôn đó. Và em đi đứng đây ngay ngã tư, nói chung là giao tất cả mọi đường ha. Hướng trước mặt thì mình đi giao với lại đường Huỳnh Minh Thạnh ha anh chị ha. Đó, khoảng vài trăm mét thôi. Nói chung là vị trí bất động sản mà em Điền chuẩn bị giới thiệu tới đây á, nằm trên mặt tiền đường này và bán kính tiện ích tiện nghi khoảng 500 mét thôi anh chị. Hiện tại em Điền đang có mặt trên đây là mặt tiền đường Điện Biên Phủ anh chị ha. Nhưng mà dân địa phương ở đây đường gọi là đường số 2 anh chị. Đường số 2 ha. Hướng hồi nãy thì em Điền nói đó, đi giao là Huỳnh Minh Thạnh và đi rẽ trái mình đi thẳng xuống biển Hồ Tràm ha. Vị trí đây mà đi xuống biển Hồ Tràm thì khoảng đâu đó là 8-9 km thôi chị, 8-9 km thôi anh chị ha. Đó. Và hướng ngược lại đây mình đi khoảng đâu đó 500 m mình sẽ giao ra lại quốc lộ 55 và cũng như là ngay trung tâm, ngay chỗ bệnh viện huyện Xuyên Mộc đó chị ha. Và xung quanh đây thì bán kính xung quanh đây thì có trường học các cấp và trường mầm non vân vân, nói chung là trung tâm rồi. Trung tâm thì nói về cái tiện ích tiện nghi thì không thiếu rồi chị ha. Đó. Nói chung là đường này thì hiện tại cái đường này á, thì mới làm xong cách đây khoảng 2 năm đổ lại đây thôi ha. Mới hoàn công xong, mới nghiệm thu xong gần đây thôi ha. Đường rất là mới. Và sau khi đường làm xong thì dường như tất cả các cái mặt bằng đất trống, những cái nhà xung quanh đây thì đang mọc lên như nấm luôn anh chị ha. Nói chung là đường này song song với là đường 27/4 sau đây. Nói chung là đường song song, qua ngay tư là mình sẽ phải ra là gặp ngay đường 274 rồi. Đường 274 là cái đường huyết mạch mà kinh doanh về cái vấn đề kinh doanh mua bán sầm uất rồi anh chị ha. Nói chung là đường này là đường phát triển tương lai tiềm năng, đứng nói chung là tương lai sẽ hơn đường 274 luôn anh chị ha. Về cái hạ tầng giao thông này, về cái đường xá này, vỉa hè và đường rộng hơn rất là nhiều đường 274. Nói chung là đường này là đường thịnh hành cho tương lai đó chị. Đó. Thì đây. Thì bây giờ là các cái nhà người ta mọc lên và kinh doanh rất là nhiều trên đường này ha. Mình đi ra hướng này thì kinh doanh rất là nhiều, khu vui chơi, cà phê vân vân rất là nhiều ha. Và sẵn đây em đi xin giới thiệu tới cô chú chị một bất động sản nằm ngay mặt tiền này và đang có diện tích là bám theo mặt tiền đường này nha, là 11,5 m anh chị. Và sâu một cạnh bên này là 21 m và một cạnh bên này là 12,3 m. Nói chung là gia chủ mình đang kẹt tiền, đang cần bán anh chị. Nói chung là giá đang vay trong ngân hàng là 4,5 tỷ rồi đó. Thì em Điền cũng xin được báo giá luôn ha. Giá gia chủ mình đang cần bán là 4,8 tỷ ha. Và sẽ có thương lượng, em Điền cũng có nói rồi, có hồ sơ vay, bộ hồ sơ vay luôn, là vay đang vay là 4,5 tỷ rồi. Và đang hiện tại đang là có 150 thổ cư rồi anh chị ha. Dường như là full thổ cư, tại vì tổng diện tích là đã là 160 m² thổ cư rồi, 160 m² rồi đó. Và đang có 150 thổ cư rồi. Và gia chủ mình đã xin được cái giấy phép xây dựng. Gia chủ mình tính là làm một cái khách sạn hay hoặc là nhà cao tầng homestay đó. Nói chung là đang xin giấy phép là diện tích sàn xây dựng khoảng là gần 600 m², 570 đó. Và xin xây được là 5 tầng anh chị ha. Nói chung là giấy tờ đó thì có đầy đủ rồi, em thì sẽ cung cấp trên video cho cô chú chị mình luôn ha. Nói chung là ranh bất động sản mình thì đã rào lại hết rồi ha. Đất thì cao ráo so với mặt tiền đường ha. Tính ra là 4,5 tỷ là giá rất là rẻ luôn anh chị ha. Nằm ngay trung tâm và có 11 m mặt tiền, xung quanh thì dân cư rất là đông đó. Ranh từ đây ha. Từ ngay cái trụ điện này ha, giáp đây luôn ha, qua bên kế bên cái quán Lương Xứ Nghệ này ha. Đó, giáp tường luôn.
là 11 mét rưỡi đó. Hậu của mình thì còn có 10 mét thôi. Đất mình thì tương khá là vuông vức, nhưng mà có cái là đất mình xéo theo mặt tiền á. Em thì vẫn thích là mặt tiền nó nhiều hơn cũng được, không sao, không quan trọng cái vấn đề mà tóp hậu hay là nở hậu ở đây ha, mặt tiền nhiều thì càng tốt đó. Đường xá rất là rộng rãi đẹp đẽ. Từ vị trí này mà cách thành phố Hồ Chí Minh mình khoảng đâu đó là hơn 100 km đó chị. Bây giờ đường xá thì có cao tốc rồi, đi về cũng dễ, khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi. Và huyện Xuyên Mộc này tương lai sẽ phát triển nữa, là có những cái cung đường mà di chuyển sẽ về về từ Vũng Tàu về Xuyên Mộc mình sẽ dễ hơn nữa ha. Đó là đường 994 anh chị đó, đi nối với lại đường ven biển anh chị ha. Và tương lai sẽ có cao tốc Long Thành về Vũng Tàu nữa chị ha, nên là về việc di chuyển về Vũng Tàu sẽ nhanh hơn nữa anh chị đó. Rất là đẹp anh chị ạ. Thì em đi cũng cung cấp lại mọi thông tin cơ bản rồi đó ha. Bất động sản mình thì đang có hướng là hướng Đông Bắc á chị. Nói chung là theo em đi nhìn nhận thì cung đường này tương lai khoảng 1 năm 2 năm nữa thôi là cung đường này sẽ mọc lên những cái kinh doanh rất là sầm uất anh chị. Tại vì khoảng đầu kia dân đông rồi, kinh doanh rất là nhiều ở đó rồi. Khoảng này hơi vắng chút xíu, nhưng mà tới lại đây lại đông trở lại anh chị ha. Tương lai là khu trung tâm hành chính sẽ dời về đằng sau đây ha, nói chung là về đằng sau đây, về việc quy hoạch đó. Hiện tại thì hành chính nằm ngoài đây rồi. Cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ em đi nha, em đi sẽ dẫn cô chú chị xem thực tế bất động sản này, và thậm chí nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng ha. Rồi xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.